Có đâu. Con nào nó có một số mùa đó nó bán trên trời. Giờ còn mỗi con nào còn mỗi nó lấy quần nào. Em với xe nào nhiều tuổi hơn? Xe nhiều tuổi chứ, nó hơn em một con giáp đó chứ. Em sinh năm 2000 hả? À, nó 88. Xe của bố em à? Không, xe này xe của ông em. Ông em luôn hả? Ủa là em sinh năm 2000? Dạ đúng, em sinh năm 2000. Chịu khó vô đồ xe em ha? Dạ. Con này bố hết bao nhiêu tiền rồi? Khổ mà đam mê mà. Con này là con 88. Mà trong giấy nó lại là ghi 90 đăng ký thôi. Đăng ký lần đầu. Đăng ký lần đầu. À, hôm nay chủ nhật thì ta cùng với Long Vinh Shop sẽ đi giao lưu cà phê, ngắm chim và ngắm Win với anh em Win 100 ở Sài Gòn. Thì địa điểm offline lần này là ở đường Bế Văn Đàn nha anh em. Ở đây thì nó có một cái câu lạc bộ chim chào màu. Chúng ta ở đây chúng ta có thể thưởng thức tiếng chim hót và cà phê vào mỗi buổi sáng, đặc biệt là cái thời gian chủ nhật rất là tuyệt vời. À, thành viên chơi thì có cả các chị gái luôn, thì, những anh em lớn tuổi, nhỏ tuổi gì cũng có hết, nhưng với tiêu chí là chơi một cách hòa đồng, giao lưu vui vẻ trên cơ sở là tôn trọng nhau. Nhân vật chính của ngày hôm nay đó là em Nguyễn Khắc Hiệu. Thì em sinh năm 2000 nhưng mà sở hữu con xe đời 1988. Đăng ký lần đầu nó là 1990. Chiếc xe thì lớn hơn em nó tới 12 tuổi nha anh em. Em với xe nào nhiều tuổi hơn? Xe nhiều tuổi chứ, nó hơn em một con giáp đó chứ. Em sinh năm 2000 hả? À, nó 88. Đây, một chiếc xe Win màu đỏ. Xe được chăm sóc rất là kỹ càng. Và từng cái chi tiết trên xe thì khá là sạch sẽ. Xe của bố em à? Không, xe này xe của ông em. Ông em luôn hả? Ủa là em sinh năm 2000? Dạ đúng, em sinh năm 2000. Chịu khó vô đồ xe em ha? Dạ. Con này bố hết bao nhiêu tiền rồi? Khổ mà đam mê mà.
con 88, nhưng mà trong giấy nó lại ghi 90 đăng ký thôi. Đăng ký lần đầu. Em bảo giờ đấy thì không có gì đấy đấy vừa nông sẽ về em bảo dạ. nó làm vậy để phản quang mà chủ nhân chiếc xe nha anh em. Em sinh năm bao nhiêu? Năm 2000. Giờ thì chúng ta cùng ngắm chiếc xe đời 1988. Thì xe này là xe gia truyền của em nó. Và chiếc xe được phục dựng, cũng có mua một số phụ tùng bên em, như là dàn áo này. Thì dàn áo này thì bên Long Win Shop đã phục dựng lại cái dàn áo tem zin cho em nó. Đúng xe đỏ, bô zin 3 lớp, đầu đèn nhỏ, xi nhan Stanley. Từng chi tiết thì đã được em ấy chọn lọc rất là kỹ lưỡng nha anh em. Xe dùng chung một chìa khóa luôn, từ khóa xăng cho tới đồng hồ và khóa cổ luôn, khóa điện này, khóa cổ. Gãy cái cổ á, em quay cái cổ lại coi. Xe đỏ đời này thì đặc trưng nó là đầu bò ơ. Thì một số anh em chơi hay nhầm lẫn nó là gọi là đầu bò Jim Thái, nhưng mà không phải nha anh em. Tay thọ là KGD đóng có một bên, và cái chữ trên xi nhan là chữ Stanley.
Xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Anh em vui lòng đăng ký kênh YouTube của Long Win Shop để nhận những thông báo mới nhất về các video mà bên shop em đăng, cũng như các sản phẩm, những chiếc xe mà shop đang bán.